Kính thưa quý vị, tiếp tục câu chuyện về Thâm Tâm. Yêu một nàng thơ tuyệt vời, giống như là thi sĩ Hà Yến Phủ gửi cho chúng tôi bài thơ. Ông cũng có một nàng thơ bí mật. Chàng yêu, nàng yêu, hai người yêu nhau trong một hoàn cảnh ngang trái. Họ vẫn nhìn người yêu mỗi ngày và họ vẫn cảm thấy lòng như rạo rực. Và đó là một cái điều mà chàng thương nhớ nàng trong một cái ngày lễ tạ ơn vừa qua có gửi và tôi mới nhận được, gọi là hồn thơ bí mật. Hôm nay, ngày lễ tạ ơn dành cho nhân thế, thọ ân thiên hoàng, anh buồn thương nhớ miên man, nửa năm xa cách, không gian bạt ngàn. 16 tháng 7 Vu Lan, nằm bên sung sướng, vạn lần si mê. Nàng thơ ngây ngất diễm kiều, duyên thơ bén dậy, phiêu diêu tháng ngày, nguồn thơ lai láng, tung bay, thăng hoa hương sướng, tình say ngút ngàn, đam mê từng phút ái ân, hồn thơ tuyệt vời, ngàn lần khắc khoa. Đây là một cái bài thơ của ông Hải Yên Phủ. Ông yêu cái nàng thơ bí mật của ông và giống như ông Thâm Tâm, giống như một nàng TTKH yêu một người mà suốt đời vẫn ghi dấu trong tim, thưa chú. Dạ vâng. Và cái câu mà anh vừa diễn tả đến quý vị trong cái bài Hai Sắc Hoa Tigon vẫn nức nở và vẫn còn nằng hâm nóng trong cái lòng em. Chính xác. Là em thấy là tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời ái ân lạnh lẽo của chồng tôi mà từng thu chết vẫn giấu trong tim một bóng người. Tuyệt vời. Anh thấy bốn cái câu thơ này nó mang hết cả một cái tính nhân bản trong một con người. Đúng. Đó là sự thật. Cái đấy không phải là tội lỗi. Nó không phải là tội lỗi. Nhân bản. Nhân bản anh, nó không là tội lỗi. Tại vì mà cái người chồng của cái TTKH này, tại sao người ta nói là lạnh lẽo? Ái ân lạnh lẽo là tại vì biết vợ mình á là có một cái suy nghĩ của người khác. Đúng. Xác nằm đây nhưng hồn gửi bên kia. Bên kia đó. Bởi vậy cho nên cái ái ân lạnh lẽo. Chứ nếu ái ân mà thật không lạnh lẽo, yêu nhau là phải nóng hừng người lên chứ. Dạ vâng. Chứ là sao có cái màn lạnh lẽo được, không phải không quý vị? Cho nên đó mới là tình yêu tuyệt vời của TTK thưa chú. Dạ vâng. Và kính thưa quý vị, hai anh em chúng tôi để mà kết lại cái những cái vần thơ mà tuyệt tác của TTK về cái mối tình nó ngang trái, nó nghiệt ngã như thế này đó. Vâng. Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng, trời ơi người ấy có buồn không? Có thần nghĩ tới loài hoa vỡ. Tuyệt vời. Tựa trái tim phai, tựa máu hồng. Hết sảy. Anh thấy còn gì để nói nữa. Vâng. Cho nên cái bà TTK, bà ẩn danh là cũng đúng thôi anh. Vâng. Tại vì cái cuộc đời của bà nó quá nghiệt ngã đi. Thành ra bà đưa tất cả những cái cuộc đời nghiệt ngã vô trong cái vần thơ của bà. Anh thử nghĩ coi một người phụ nữ mà nếu mà mang một cái tâm trạng như TTKH này có đau đớn lắm không thưa anh? Chính xác. Đó, dạ thưa anh. Kính thưa quý vị, TTKH nó còn cái hay nữa là những cái chữ bà dùng rất đơn sơ bình thường. Ái ân lạnh lẽo mà có ai mà không hiểu lạnh lẽo và nóng đâu, thấy không? Của chồng tôi. Thấy không? Rồi, người ấy thường hay vuốt tóc tôi. Có người nào yêu nhau mà không vuốt tóc của nhau đâu. Có người đàn ông nào bên cạnh người vợ hiền với cái móc tóc, mái tóc thể tha thướt mà lại không vuốt tóc vợ. Để rồi mỗi một lần như vậy thì chàng lại thở dài. Tại sao? Vì tôi đã có một lần thưa với quý vị, khi người ta yêu nhau, người ta ôm nhau trong vòng tay mà người ta vẫn nghĩ đến cái ngày ly biệt. Vâng. Thế thì người chồng của TTKH, người yêu của TTKH, khi mà được gần nàng thì vuốt mái tóc xong thì thở dài. Đúng rồi. Bởi vì tại sao mà thở dài khi thấy lúc tôi vui? Là vì nàng vui là vì thấy chàng yêu và mơn trớn và vuốt ve. Vâng. Nhưng mà nàng thì vui là biết người yêu đang vỗ về. Nhưng chàng thì lại đau khổ thở dài vì sợ một mai chia cách. Đúng. Cho nên biết ra là nếu biết rằng tôi đã có chồng. Trời ơi người ấy có buồn không? Thế nhưng mà tuần vừa rồi tôi lại nghe ông Doanh, ông nói có người bạn ông sửa câu thơ như thế nào ông Doanh? Anh rất là vui và để chúng tôi giải tỏa những cái nức lòng của cái tình yêu. Thì nếu biết rằng tôi lại đã lấy chồng thì tôi về lấy vợ cho xong. Thấy chưa? Thì cái đó đoạn tuyệt rồi. Đấy, câu thơ, nếu biết rằng em đã có chồng, anh về lấy vợ, thế là xong. Vợ anh không đẹp bằng em ấy, nhưng mà đẹp hơn em cỡ tầm túi hàng. Đấy, còn nếu không là
Vợ anh không đẹp hơn em mấy, nhưng cũng đủ cho anh bớt mũi lòng. Hay quá anh. Cho nên ông này sửa là còn đẹp hơn cỡ Thẩm Thúy Hằng. Cho nên nó tóm lại, cái bài thơ TTK hát Hai Sát Khoa Thi Cô, nó đã đi vào lòng người như là nhà của Lam Phương. Dạ vâng. Đấy, quý vị nhớ rằng cái bài Duyên Kiếp của Lam Phương không? Dạ. Cái bài Duyên Kiếp ông còn nhớ không? Anh ơi, nếu mộng không, không thành thì sao? Đấy. Mua chai thuốc chuột uống cho xong đời. Đấy quý vị thấy, tôi nói những cái này ra để quý vị anh em chúng tôi ôn lại cái tuyệt vời của văn chương Việt Nam, của âm nhạc Việt Nam, của thi ca Việt Nam. Không thể kiếm được một cái văn chương của bất cứ quốc gia nào có những cái hình ảnh mà nó tuyệt vời như thế. Tôi đã có một lần thưa với quý vị, hôm nay tôi nhắc lại, 100 năm nữa, không phải là 1.000 năm nữa, cũng sẽ không có được một Lam Phương thứ hai. Bởi vì chúng ta sống trong một cái thời buổi chiến tranh, đáng lẽ ra là với một cái nền chan chứa với để chết chóc, làm cho con người ta sẽ nhụt chí sống. Nhưng không, cái nền văn chương Việt Nam với cái thời chinh chiến đã đào tạo ra một Trần Thiện Thanh, đã đào tạo ra một con người văn chương chữ nghĩa trong cảnh chiến tranh. Có bao giờ một quý vị tìm được một bản nhạc chiến tranh đau khổ mà một bản nhạc như là Lâu Đài Tình Ái? Thế không? Dù làm sao nói về cái đau khổ của một người lính mà lại đọc một cái thơ tình của lính. Mà những cái nhạc phẩm đó của Trần Thiện Thanh không ai có thể so sánh được. Rồi những cái bản về cuộc đời duyên kiếp, làm sao có thể có được một bài của Lam Phương. Rồi bản Ngày Hạnh Phúc. Cho nên trở lại vấn đề, thơ của TTKH là một cái điều ắt có và đủ để tạo nên tình cảm tuyệt vời cho con người ở một cái xã hội nhân bản như Việt Nam Cộng Hòa thưa chú. Dạ vâng, anh vừa mới trình bày đến tất cả đó thì đó là những cái tinh hoa của người Việt của chúng ta. Dạ. Đó. Và hôm nay anh em chúng ta là nhắc nhớ lại những cái hoài niệm đó. Vâng. Và chúng ta rất là hãnh diện đã có những cái nhạc sĩ, có vâng, những nhà thơ như là TTKH, Nguyễn Bính hay là Phạm Thiên Thư, vâng, đã làm nên cho cái văn học Việt Nam của chúng ta càng thêm phong phú. Vâng. Và thưa với anh, chắc anh cũng có bài thơ cuối cùng. Dạ. Là khi mà anh đã diễn tả cái, hai anh em mình đã diễn tả cái bài Hai Sắc Hoa Tigo rồi đó. Vâng. Nó đưa vào lòng người rất là sâu lắng. Vâng. Thì có cái bài thơ cuối cùng thì vâng, anh hãy chia sẻ coi là bài thơ cuối cùng ý bà muốn nói cái gì đây. Dạ vâng, thưa với quý vị, bài thơ cuối cùng như thế này. Anh ạ, tháng ngày xa quá nhỉ, một mùa thu cũ, một lòng đau. Ba năm ví biết anh còn nhớ, em đã câm lời có nói đâu. Đã lỡ thôi rồi chuyện biệt ly, càng khơi càng thấy lụy lừng từng khi. Trách ai mang cánh ti gôn ấy, mà viết tình em được ích gì. Chỉ có ba người đã đọc riêng bài thơ Đan Áo của chồng em. Bài thơ Đan Áo nay giao bán cho khắp người đời thóc mách xem. Là giết đời nhau đấy biết không? Dưới làn hoa máu tiếng mưa rung, giận anh em viết dòng dư lệ là chút dư hương điệu cuối cùng. Từ nay anh hãy bán cho thơ anh, còn để yên tôi với một mình. Những cánh hoa lòng hừ đã ghét thì đem mà đổi lấy hư vinh. Ngang trái đời hoa đã úa rồi, từng mùa gió lạnh sắc hương rơi. Buồn nghiêm thơ thẩn hồn eo hẹp, đi nhớ người không muốn nhớ lời. Tôi oán hờn anh mỗi phút giây, tôi run sợ viết bởi rồi đây. Nếu không yên được thì tôi chết, đêm hỡi làm sao tôi thế này. Năm lại năm qua cứ muốn yên, mà phương ngoài gió chẳng làm quên, và người vỡ lỡ duyên thầm kín. Vậy chính là anh của em, tôi biết làm sao được hỡi trời, giận anh không nỡ nhớ không thôi, mưa buồn mưa hắt trong lòng ướt, sợ quá đi anh có một người. Đấy là những cái lời than thở. Trong cái bài TTK chúng ta có tất cả là 3 bài phải không? Vâng. Bài thơ đầu tiên là Hai Sắc Hoa Tigo. Xong rồi bài thơ Đan Áo. Xong rồi đến bài thơ cuối cùng. Bài thơ cuối cùng. Yeah. Mà trong này người ta nói rằng là cái bài Hai Sắc Hoa Tigo là do một người con gái đem đến tòa báo tiểu thuyết thứ 7. Vâng. Vào tháng 7 năm 1937. 37. Rồi đến tháng 9 thì lại nhận được một bài thơ là bài thơ Đan Áo. Và cái bài thơ Đan Áo này ông Thâm Tâm
Ông nên nói rằng là đấy là một cái bài thơ mà ông ấy gửi mà không có ý kiến của cái cô TTKH, cho nên cô ấy giận, sau cuối cùng cô mới viết thêm bài thơ gọi là bài thơ cuối cùng. Thế thì chú nghĩ sao về những cái điều kiện này? Tại vì trong cái bài thơ cuối cùng này á, thì anh vừa mới đọc á, thì em nhận thấy rằng như này, chỉ có ba người đọc riêng. Vâng. Đó, ba người. Vâng. Đó. Bài thơ đan áo của chồng em. Vâng. Bài thơ đan áo này rao bán. Vâng. Cho khắp người đời thắp mách xem. Vâng. Là bà diễn tả đúng rồi. Chính xác. Anh ơi, trong cái bài thơ bà đã nói lên là coi như là cái này ấy, là ông này ông mạo danh. Đúng. Ông mượn, ông mang thơ đó, nhưng mà không phải là của ông. Thì bà biết là ba người, tức là ba người là bà, ông và người chồng. Đúng. Đó, anh thấy. Nếu mà trường hợp không phải là của bà đó thì bà không nói cái câu ba người. Đúng rồi. Sở dĩ bà nói ba người là vì cái ông thâm tâm này, ông đem thêm cái bài thơ đan áo, ông gửi lên đăng báo mà ông khỏi không hỏi ý kiến của bà. Vâng. Cho nên sau đó bà bực quá, bà giận, bà mới viết thêm cái bài thơ cuối cùng. Đúng. Và bà nói rằng bài thơ chỉ có ba đứa coi thôi. Đúng, vâng. Đấy. Đúng. Cho nên ông bà trách ông, bà giận hờn ông, làm việc mà không hỏi ý kiến. Trên đấy mới lại càng chứng tỏ một cái tình yêu không phải là của thơ tâm viết. Vâng. Mà là của người con gái yêu thầm một người mà không được lấy. Vâng. Mà không được sống. Mà cái câu tôi đã nói với quý vị, đem giáo ra giáo để mà giam cuộc đời, đó là vấn đề lấy tây là bà ấy không được nhận của xã hội. Bà làm con nhà dòng giống, con nhà quý phái thượng lưu. Cái thời đó ai làm me tây, người ta nhìn với người con gái bụi đời. Ngày đó chúng ta có này, me tây me tàu, người ta gọi lấy tây tây về nước mà lấy khách khách về tàu. Là người ta ca lên án những người con gái lẳng lơ, những người con gái bụi đời, cho nên mới lấy người ngoại quốc. Bởi vì nếu là những người con, cho nên mới có câu ca dao rằng ta về ta tắm ao ta, dù trăm dù đục ao nhà vẫn hơn xa va. Cho nên đó là một cái lý do mà chúng ta phải công nhận người phụ nữ Việt Nam là một con người mảnh dẻ nhưng mà lại rất là bén nhạy và có tâm hồn lai láng của một nhà thơ như TTKH. Thưa quý vị và thưa chú. Dạ vâng. Thì để kết khép lại cái chương trình câu chuyện văn học cuối tuần đó, thì quý vị qua cái sự trang trải của anh Dương Đài và Nguyên Doanh đến quý vị một phần nào, quý vị cũng biết là cái thân thế của TTKH, và quý vị nhấn mạnh cho một điều là ông Thâm Tâm này không phải là cái người yêu của bà. Chính và xác. Cũng không là người thơ, mà như anh Dương Đại Hải nói là có một cái bóng ngoại quốc nào khác đó. Đúng. Thì chúng tôi đã khép lại cái chương trình này và kính mong quý vị một buổi chiều còn lại thật hạnh phúc bên gia đình, và hẹn lại quý vị trong chương trình câu chuyện văn học cuối tuần lần tới. Xin thật cảm ơn quý vị. Và chúng tôi cảm ơn nhà thơ Hải Yến Phủ, xin gửi tiếp những bản thơ về một nàng thơ bí mật của chàng. Xin ơn trên phù hộ chúng ta. Dạ vâng. Và anh Dương Đài và ông Doanh được lưu luyến chia tay cùng quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới. Xin thật cảm ơn. Dạ. Yeah.